nay em sẽ hướng dẫn sử dụng về chiếc âm ly Sony DA5600ES. Con này thì nó sẽ có cổng HDMI nè. Anh em có đầu đĩa HD nè, hoặc là cổng đầu Android Box đưa vào HDMI in vào đây, và out nó sẽ xuất lên TV. Rồi có cổng quang chơi nhạc mạng từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Con này thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ âm thanh, và nó cải tiến hơn so với dòng Sony đời cũ là nó sẽ có chế độ là ASD nha. Đây là chế độ nè, anh em nhấn nhiều lần thì nó sẽ tới chế độ là Multi Stereo. Đây là chế độ nghe nhạc bằng tất cả các loa luôn. Và đặc biệt là con này thì nó chơi được loa 4 ohm, nên mà anh em có chế độ loa A cộng B, thì tức là ngoài chế độ là 7 loa thì khi mà đánh ở chế độ loa A cộng B thì chơi được loa 4 ohm luôn, thì tổng cộng ta chơi được là 9 loa. Rồi chú ý giùm em là cái nút AFD này nha. Còn nếu như là ta nhấn qua các vị trí khác nè, là nó một số cái chế độ hai kênh nè, chế độ xem phim khác nha. Rồi AFD thôi, Multi Stereo. Rồi đây là nút tone mode nha. Đây là nút speaker nè. Speaker thì ta xem vào đây là SB nè, nó sẽ có là SB A, B, đây là A cộng B nha. Còn nếu như nhấn A không á thì off nè. A không nè. Nhấn B nè. Rồi A cộng B nè. Rồi đây là tone mode, nhấn vào để chỉnh được bass chép, và đặc biệt con này chỉnh được bass chép riêng từng kênh luôn. Và ta chú ý là nhớ cái chữ đầu tiên nha. Ở đây là surround hoặc là back nè, chép nè. Rồi đầu tiên trở về ban đầu, đó là from bass, đây là bass cho loa chính nè. Rồi đây là nút chỉnh xây nè. Rồi nhấn tiếp nữa là tone mode nè, phong chép cho loa chính. Tiếp theo nữa là center bass, bass cho loa center, chép cho loa center, bass cho loa surround, surround back. Con này rất là hay, chỉnh được từng kênh luôn. Rồi nếu như muốn chỉnh volume từng kênh thì ở đây nó có level mode nè. Rồi surround nè, surround L nè. Rồi những surround R nè, chỉnh volume đây. Rồi nó chỉnh được là 7 loa, 7 kênh luôn. HDMI in, nhấn nhiều lần thì nó sẽ thay đổi cái cổng HDMI, đang kết nối cổng HDMI số 1 nè. Chữ HDMI nó chớp đây nè. Đây màn hình đây, hiển thị tín hiệu từ đầu Android Box đưa vào. Out là out hai cổng HDMI. Hiện tại là đang loa out A cộng B, là out hai cổng luôn, cùng lúc luôn. Rồi, thử cái cổng HDMI nè. Rồi đó là cổng HDMI. Rồi cổng quang nè. Cổng quang là tên là TV nha, Optico nè, chữ OPT là Optico nè. Tiếp theo nữa là cổng CD, cổng analog. Rồi ba cổng nha, đầy đủ. Đây là cổng loa center nha. Rồi đây là loa A nè. Rồi rút loa center ra luôn nè. Phong A ở phía dưới nha. Đây. Nhớ là đen đỏ nha. Anh em lắp đúng đen đỏ thì nó mới ra được cái âm bass nha. Nếu như là ngược pha thì nó sẽ mất âm bass. Rồi hai loa chính nha. Rồi hai loa surround nè. Hai loa surround back. Loa center đây ha. Đây là các bảng thông số trở kháng của nó nè. Khi mà đánh loa A hoặc là B thì trở kháng là từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Khi mà đánh loa A cộng với B, tức là hai cái cặp này cùng lúc đó, thì là trở kháng tối thiểu một loa là 8 ohm. Và như vậy là ta chơi cùng lúc là 7 loa ở loa 4 ohm. Còn cặp loa chính á, là nếu muốn chơi hai cặp đó, thì hai cặp này phải là loa 8 ohm. Rồi đây là HDMI in, tín hiệu từ đầu đĩa đưa vào, đầu analog box đưa vào, out xuất sang TV, có chức năng ARC luôn. Cổng quang tín hiệu từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Cổng re out có thể xuất để làm giải mã DAC hoặc xuất âm sub nè, loa sub điện nha.
Sony DA5600S điện áp 100V công suất 300W. Rồi trên đây là video để test chiếc âm ly Sony DA5600. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh.